Xem tuổi chồng 1996, vợ 2002 có hợp nhau không? Cùng luận đoán với tử vi Việt Nam về tuổi chồng 1996 là Bính Tý, vợ 2002 là Nhâm Ngọ, có hợp nhau không trong video này để có thể chủ động hơn trong đời sống hôn nhân của mình nhé. Thông tin tuổi chồng 1996, vợ 2002. Về năm sinh, tuổi chồng là 1996, tuổi vợ là 2002. Về mệnh, tuổi chồng là Giảm Hạ Thủy, tuổi vợ là Dương Liễu Mộc. Về cung, tuổi chồng là Cung Tốn, tuổi vợ là Cung Cấn. Về niên mệnh năm sinh, tuổi chồng là Mộc, tuổi vợ là Thổ. Luận giải chồng 1996, vợ 2000 có hợp nhau không? Xét về mệnh, mệnh chồng 1996 là Dương Thủy, mệnh vợ 2002 là Dương Mộc. Tổng điểm là 2/2 là tương sinh. Mỗi mệnh trong ngũ hành đều sẽ tương ứng với các mối quan hệ tương sinh hoặc tương khắc, đồng thời có liên hệ mật thiết với nhau. Người mang mệnh Thủy sẽ có mối quan hệ tương sinh với người mang mệnh Mộc. Khi kết hợp, mệnh Thủy sẽ bổ trợ và bồi đắp giúp mệnh Mộc phát triển mạnh mẽ và đạt những điều tốt đẹp nhất. Xét can chi. Can chi chồng là Bính, can chi vợ là Nhâm. Tổng điểm là 0/2 là tương xung. Xét sự tương tác âm dương ngũ hành của thiên can thì Bính và Nhâm được coi là một cặp tương xung. Tương xung có nghĩa là không hợp nhau. Khi kết hợp với nhau, các can thường xảy ra xung đột và chống phá lẫn nhau, đồng thời đẩy lùi sự hòa hợp. Về cơ bản, các can thường xung với nhau thường gây hại cho nhau và không mang lại kết quả tốt đẹp. Xét thập nhị địa chi. Địa chi chồng là Tý, địa chi vợ là Ngọ. Xét tuổi chồng là Bính Tý. Chuột trong sơn động, người này có tính cách chính trực, cẩn thận tỉ mỉ và biết kính trên nhường dưới, mọi việc đều biết giới hạn. Giản Hạ Thủy xuất phát là con sóng nhỏ, sau trở nên chảy xiết, nối liền dòng Nam Bắc, đứng đối mặt với cung vị Khảm Ly. Bính dần hỏa, chứa linh khí tinh túy, sinh vào bốn mùa đều có đức. Nhập quý cách chủ về người đứng đầu thiên hạ, phàm là người sinh năm Bính Tý thường từ chất khoáng đạt, kiến thức sâu rộng. Sinh vào mùa xuân hạ, có nhiều thành tích đóng góp, nhất là theo công trình thủy lợi. Xét tuổi vợ là Nhâm Ngọ. Ngựa trình chiến, người này thường có tính cách nóng nảy nhưng lương thiện, là phong thái của người quân tử, kình ghét kẻ tiểu nhân. Dường liễu mộc là cảnh liễu thướt tha, mềm mại ở trong vườn, lá liễu mảnh mai, cảnh liễu buông rủ. Mộc nhu hòa, cảnh nhỏ mềm, mộc có thể sinh hỏa, nhưng hỏa nhiều là tự thiêu rụi. Nhâm Ngọ vốn mộc tự, hồn bay mà thần khí linh tú. Người mệnh này thường có trí tuệ vượt trội hơn người, có đức tính dũng mãnh, công danh rạng rỡ, có số trưởng thọ. Tổng điểm là 0/2 là lục xung. 12 địa chi, 12 con giáp, đại diện cho những tính cách, nét nổi bật riêng biệt. Trong địa chi có 6 cặp lục xung, mà khi các cặp này kết hợp với nhau, dù là bạn bè kết giao làm ăn hay vợ chồng thì cũng sẽ tạo nên sự xung đột, cả hai cùng gây tổn thất cho nhau. Mọi việc khi kết hợp sẽ khó khăn, vất vả hơn, công việc sẽ không được suôn sẻ. Xét cung phi bát tự. Cung phi chồng là Tốn, cung phi vợ là Cấn. Tổng điểm là 0/2 là tuyệt mạng. Tuyệt mệnh được xem là cung xấu nhất trong 8 cung thuộc phong thủy bát trạch. Tuyệt mệnh ảnh hưởng cực kỳ xấu tới cuộc sống của gia đình. Vợ chồng gặp phải tuyệt mệnh thì gia đình gặp nhiều bất lợi, khó khăn, làm việc gì cũng không thành. Không những vậy, còn đem tuyệt khí vào nhà, tài họa ập tới, quản sự nhiễu nhưỡng. Xét ngũ hành cung phi. Ngũ hành cung phi chồng là Mộc, ngũ hành cung phi vợ là Thổ. Tổng điểm là 0/2 là tương khắc. Trong mối quan hệ thì hành mộc khắc với thổ, nghĩa là nếu mộc gặp thổ thì mộc không chỉ ức chế và cản trở sự sinh trưởng phát triển của thổ, mà ở một phương diện nào đó mộc còn ảnh hưởng và gây ra những tác động tiêu cực cho thổ, khiến thổ có thể rơi vào chỗ suy vong hủy diệt.
cho nên cuộc hội ngộ giữa hai mệnh này về cơ bản là không hề tốt. Xét theo cao ly đầu hình. Theo khóa đón số vợ chồng của cao ly đầu hình thì nam dụng can, nữ dụng chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là bính, nếu lấy người nữ có chi là ngọ, thì vợ chồng hòa hợp như cá gặp nước, như cây cỏ mùa xuân và sinh con đủ đầy trai gái, hiếu thuận. Nhưng số nửa chừng, chồng dễ chết trước. Nửa chừng vắng bóng trốn trần ai, em ở anh đi chẳng đoái hoài. Có phải dương gian nhiều cực khổ mà anh vội trở trốn diêm đài. Lưu luyến xót thương em kẻ lẻ, lạnh lùng anh ở trốn dạ đài. Trăm năm muốn dứt tình thêm bận, mãi mãi lòng em giữ thủy chung. Kết luận, điểm số là 2/10. Vợ chồng bạn có mệnh xung khắc với nhau, cuộc sống của hai vợ chồng sẽ gặp nhiều khó khăn, chông gai. Nên hóa giải sự xung khắc bằng các phương pháp như lựa chọn ngày giờ kết hôn, hướng nội thất trong nhà hay lựa chọn năm sinh con cái. Ngoài ra, hai vợ chồng cần yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ để giữ cuộc sống êm đẹp, gia đình hạnh phúc, có thể hạn chế được sự xung khắc giữa hai vợ chồng. Tử Vi Việt Nam mến chúc hai bạn có được những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống, yêu thương nhiều hơn, bao dung, thứ tha và lắng nghe nhiều hơn. Dù như thế nào thì Tử Vi Việt Nam vẫn ở đây và chờ những lời tâm sự từ hai bạn. Đừng quên để lại lời nhắn của mình ở phần comment phía dưới nhé. Chúc hai bạn có được hạnh phúc viên mãn.